tối quá. Tối rồi các bác ạ, không nhìn thấy gì. Bây giờ anh em đi ăn, đói quá các bác ạ. Bây giờ chỉ xong rồi, mình chỉ xong hai khúc đấy rồi, bây giờ anh em đi ăn bò nè. Ăn mừng. mai tiếp tục xuống thêm một cái cục gỗ lim lim xanh nữa. Cục đấy thì nhỏ hơn cục này chút. Nên là bác nào nếu mà chơi các dòng sản phẩm nhỏ, ví dụ như là sập rời khoảng 1m8 trở lại, bàn ăn khoảng 80-70, hoặc là nóng sofa, thì có thể là cục đấy nó sẽ rất là phù hợp các bác ạ. Cuối cùng thì cũng đã về các bác ạ. Tim khá đẹp. Đây, cây này đã nằm yên vị ở chỗ này rồi các bác ạ. Nhưng mà chuẩn bị bây giờ bắt đầu phải tính toán để xẻ gỗ làm sao cho nó hợp lý. Cây này thì thực sự nó rất thẳng luôn. Thẳng, dài, đẹp. Thẳng đuột luôn các bác. Cây này hơi bị ok. Chỗ này thì quan trọng cái tim này có đẹp không. Quan trọng cái tim này nó có cái đường nứt ở đây này. Cái này nó hơi khó đoán một tí. Không biết là cái đường nứt này nó như thế nào đây nữa. Nó nứt đây sao? Nếu mà cái chỗ này nó nứt chỉ là do cái gàu nó đẩy vào thì không sao. Nhưng nếu mà cái nứt này mà nứt dấu cộng, nứt tim mà nứt dấu cộng này thì rất khó chịu. Không biết đây là phải nứt dấu cộng không hay là cái gàu nó đẩy vào đây thôi. Mong là chỉ do cái đường cái gàu nó đẩy. Nếu mà cái đường gàu đẩy này thì lại ok, rất đẹp. Bởi vì nó nứt chỉ một đường thẳng này các bác ạ. Nó chỉ nứt một đường tim là thở. Thở đúng một đường thẳng thế này, rất là ngon. Chỉ sợ nó dấu cộng này thôi. Đầy như nêm vào đây. Đầy nêm vào đây. Không biết đây là cái đường nứt kiểu gì đây. Đây đấy biết phải tim không. Không biết tim nó có dấu cộng này không. Không biết là tim nó dấu cộng này hay là nó bị nứt, là nó bị cái gòng nó ấn vào đây. Xẻ không được xẻ chiều to, xẻ chỉ xẻ được chiều nhỏ thôi các bác ạ. Kể mà xẻ được chiều to này thì quá ngon. Chiều to được tận 1m2. Xẻ chiều nhỏ, xẻ chiều to này bị ngược tim. Bắt buộc phải xẻ chiều đứng này các bác ạ, dọc. Được sập 1m đẹp, khá nhức đầu. Cắt phạt 3m2. Cắt phạt 3m2 ở đây trước. Đoạn này quá thẳng rồi mà thích cắt sao cắt. Sáu mét cũng ok luôn. Bác nào phải đặt 2 tấm 6m thì mới cắt 6m. 3m6. Ai đặt 2 tấm 6m không các bác? Các bác nào đặt hàng 6m? 3m2 này. Ra đầu này 2m9 nữa này. Chỗ này khoảng 3m thôi, cắt 2-3m thôi. Ba mét là 6m2 này. Ơ sao cây này mà làm gì đến 11m nhỉ? Kéo đi Tuấn. Làm gì tới 11m nhỉ? Đây 4m, 11m6 cơ mà. Đây có mỗi mét 1 chứ mày. 11m1 chứ mày. Đây cầm kéo lại thử phát đi. Có đâu mà gạch. 4m này. Ra đây Tuấn, 4m. 4m nữa là 8 này. Đúng rồi đấy. Sao mình đo kiểu gì nhỉ? Ba mét 55 đo chiều ngắn như sao đo chiều dài 5 phân mà tấc gỗ này đo vanh nữa chiều dài 5 phân. Ok, có gì cây này thì sẽ về xem tính toán xẻ sau. Đẹp các bác ạ, cây này chất rất vàng. Đây là một cái mặt tiền của tấm băng đẹp tuyệt vời luôn các bác, nhìn đẹp dã man luôn. Tấm đẹp len keng sà beng. À đâu phải tấm mặt này mặt tiền đâu, cái này không phải mặt tiền, không phải mặt tiền đúng không nhỉ? Đâu? Đây mặt tiền này, đây mặt tiền này. Đây tận 54 rồi, thoải mái rồi. Ý nhưng mà ở dưới đây này, bề dày của nó ấy. Ba mấy phân? Lấy 30. Lấy 31. 60. 60 này. Học vật gay có 65. Rồi.
Còn cái bổ thì lấy tấm này 5 phân thì còn bao nhiêu là cứ đôi ở dưới nó về nó vào đi là vừa nhá. Vâng. Tối rồi các bác ạ, không nhìn thấy gì. Bây giờ anh em đi ăn, đói quá các bác. Bây giờ sẽ xong rồi, mình sẽ xong hai khúc đấy rồi. Bây giờ anh em đi ăn bò này, ăn mừng. mai tiếp tục xuống thêm một cái cục gỗ lim, lim xanh nữa. Cục đấy thì nhỏ hơn cục này chút. Nên là bác nào nếu mà chơi các dòng sản phẩm nhỏ, ví dụ như là sập rời khoảng 1m8 trở lại, bàn ăn khoảng 80-70 hoặc là đóng sofa thì có thể là cục đấy nó sẽ rất là phù hợp các bác ạ. Nha, thì bây giờ Sơn cùng với anh em sẽ đi xin phép các bác để kết thúc cái video của mình tại đây. Và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Và Tuấn cũng xin chào các bác luôn nha. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chào các bác. Xin chào các bác ạ. Thì từ sớm đến giờ thì em cũng tác nghiệp và quay phim cho các bác, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Thì các bác nhớ theo dõi kênh và thường xuyên là em sẽ cập nhật những video mới nhất để các bác cùng chiêm ngưỡng. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác vào buổi chia sẻ ngày hôm sau. Và những buổi trực tiếp như thế này thì em sẽ ghi lại và sau đấy xào nấu và gửi tới các bác. Vâng, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác nhá.